đâu nhé. Hôm nay mình sẽ làm clip tăng cân tập 4 nha. Bạn Minh bảo thì mình mới làm đấy nha. Ok. Minh mình bọn Trinh ơi làm clip cái gì nhỉ? Thử thách tăng cân tập 4 đi. Ok. Thì đây, mình ăn những món này. Bóng ngô nhá. Không tăng cân được, à tăng cân được. Ăn thạch này. Ăn táo này. Cái gì nhỉ? Cái này này. Ok nhá. Một bánh nướng, ok. Uống nước lọc nữa, ok. Bây giờ mình sẽ thử thách rồi nhá. Tối quá nên là mình cho đây. Hôm nay mình ăn hơi ít nhé. Còn gì không ta? Còn gì ở trong nhà? Lấy hết ra. Nhà mình vẫn còn cái này nha. Nên là mình cũng lấy cái này để làm luôn. Mà thôi, cứ lấy đi. Để xem hiện tại mình bao nhiêu cân. Cân. Hôm qua mình đến được 34 cân, hôm nay lại 35 cân. Ok. Xem tí có lên được cân nào không. Mong là hãy ủng hộ mình nhá. Mình có 36 lượt đăng ký rồi, ít lắm. Mời những ai đang xem video ăn nhá. Bánh này nó ngon ngon ngọt ngọt. Bài nhai hơi mỏi mồm. Ngon đấy, nhưng mà mỏi mồm quá. Clip về ăn này nhé. Ok. Khách đang con rồi phải ăn hết. Ok.
mình sẽ ăn 4 quả táo nha. Ok. Lấy những quả xanh ăn nó ngon hơn. Ba quả nha. Mình sẽ ra bật cái xô nước lên, à nhầm, bật cái siêu tốc lên, siêu tốc nước để tí mình pha cái này. Bây giờ mình sẽ ăn cái này nhé. Sáng nay mình có ăn bún chả ấy. Mình sẽ ăn này. Mình sẽ pha vào cái cốc này. Ok. Thank you.
mình sẽ đợi nó đỡ nóng thì mình sẽ đây ăn thạch nhá. Ui vãi. Nhanh nhỉ, còn mỗi cái món này thôi, còn mỗi món này mình sẽ ăn. What the fuck à thật đấy, bữa này đợi nó hết nắng. Răng thử thách tự nhiên như thế này à mà con nghe hỏi. Được. Cái này mình nhìn thấy nó từ đầu này rồi, chứ mình làm gì biết. Uầy. Ok, không có được trắng nha. Ê, ảo thật đấy. Ok. Này nó nóng quá là mình phải cho anh in nữa không? Lỡ mai. Sẽ ăn nhanh clip. Ok. Mình ăn nha. Để ngũ cốc. Ok. Mình quên mất là cái này nó nhạt. Okay. Nóng. Con ruồi này. Nóng quá. Trời nắng thế mà đây bỏ mùa đông.
ngon phết. Mẹ không có nước dừa, ok. Chán. Nói thật là cái con ruồi nó ngu. Bánh ở trong nó không ăn, nó lại bò ra cái ngoài vỏ ăn ấy. À, mình còn một món nữa. Tí nữa mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Mà các bạn cũng vừa nhìn thấy mình ăn cái đấy rồi. Bây giờ tí nữa mình ăn xong này mình lại ăn cái đấy tiếp. Uống ý. Ăn. Ừ, ăn. Ok. Mẹ đi chẳng cốc nữa. Ê, bây giờ mình sẽ ăn thử cái món này cho các bạn xem nhé. Đây.